Thưa quý vị và các bạn, sáng qua Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng, Công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Hải Phòng tổ chức lễ phát động tháng công nhân, khai mạc tuần văn hóa thể thao công nhân lao động năm 2018. Dự lễ phát động có các đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố phát động tháng công nhân năm 2018, khai mạc tuần văn hóa thể thao công nhân lao động, đánh trống khai hội và tặng hoa các đơn vị tham gia. Tháng công nhân năm 2018 với chủ đề Mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Các cấp công đoàn thành phố phấn đấu 100% công đoàn cơ sở có đông đoàn viên công nhân lao động, triển khai các hoạt động chăm lo công nhân lao động, kết nạp 5.000 đoàn viên mới, thành lập 20 công đoàn cơ sở, trợ cấp tặng quà ít nhất 500 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 30 đoàn viên từ quỹ mái ấm công đoàn. Trong khuôn khổ lễ phát động, Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Bệnh viện Green tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 530 con công nhân lao động, triển khai chương trình hiến máu nhân đạo với sự tham gia của hơn 1.000 công nhân lao động. Bên cạnh đó, tổ chức hơn 30 gian hàng giảm giá, tư vấn pháp luật cho người lao động, phối hợp với VNPT Hải Phòng hỗ trợ cập nhật thông tin cá nhân theo Nghị định 49 của Chính phủ. Sau lễ phát động, công nhân lao động tham gia 6 hoạt động văn hóa thể thao, thi nhảy bao bố tiếp sức, kéo co, thi cắm tỉa hoa, vẽ tranh về đề tài an toàn lao động và V-Ship trong tôi, đi bộ vì cộng đồng với quãng đường 1,5 km trong khuôn viên khu công nghiệp V-Ship. Em tham gia hiến máu ạ, trong chương trình ngày hôm nay. Em tham gia sự kiện này thì em rất là hào hứng và phấn khởi ạ. Tôi rất mong muốn là bên công đoàn cơ sở cũng như là liên đoàn lao động tổ chức nhiều cái hoạt động đầy ý nghĩa như này để cho công nhân lao động được tham gia với phong trào này rất là thiết thực. Cũng tại chương trình lễ phát động, Liên đoàn Lao động thành phố trao kinh phí xây mới, sửa chữa nhà máy ấm công đoàn tặng 28 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 830 triệu đồng. Các cấp công đoàn đăng ký ủng hộ hơn 3 tỷ đồng xây dựng nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương. Quỹ chung tay vì cộng đồng V-Ship Hải Phòng tặng 24 xe đạp cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 1,5 triệu đồng một xe. Sau lễ phát động, trong tháng công nhân sẽ còn nhiều hoạt động hướng tới đoàn viên, công nhân lao động được triển khai sâu rộng tại tất cả các đơn vị công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố, hướng tới mục tiêu vì quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thành phố.